Gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu. Nhà này thuộc đường thông buôn bán, kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty rất là tốt. Đây là căn nhà em giới thiệu này. Căn nhà này có con đường phía trước rộng 7m thông, thuộc đường nhựa nhé, vỉa hè mỗi bên 2m. Ở đây người ta có bán quán xá hai bên nhà mình nhé. Bên đây có quán ăn và quán cà phê. Bên đây có tạp hóa này. Ở đây có bán quán cà phê, quán gạo, quán nước. Ở đây có nhiều quán nhé, spa đầy đủ hết luôn. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho khách hàng là một căn nhà có diện tích cực rộng, chiều ngang 5m4 và chiều dài 16m. Căn nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà đúc một trệt hai lầu, trên cùng chủ nhà lập ngói thái nhé. Bây giờ em sẽ chuyển vào trong. Ở đây mình có hè và gara đậu xe máy nhé. Căn nhà này được chủ nhà làm 3 lớp cửa này. Ở ngoài đây có một lớp cửa cuốn đức và phía trong là một lớp cửa sắt được chủ nhà hàn kiên cố ngay không gian của cửa ngoài. Di chuyển vào trong, mình có hè để xe máy rất là rộng nha. Ở đây mình có thể chạy xe hơi vào trong phòng khách được luôn. Trên cổng này được chủ nhà lập ngói thái luôn này. Cửa chính trong đây được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha, cổng kính cường lực màu trắng ngay đây. Và mặt tiền ở đây đã được chủ nhà ốp đá hoa cương, đính kim sa ngay mặt tiền này. Nhà chính chủ xây ở đã hoàn công đầy đủ rồi. Nhà này thuộc đường thông buôn bán. Di chuyển vào trong đây mình có phòng khách rộng rãi nhé. Chủ nhà thiết kế không gian mở, cũng như đèn chùm, đèn chiếu sáng cũng như đèn trang trí ngay trên. Không gian phòng khách rất rộng nha. Ở đây chiều ngang 5m4, chủ nhà đi thiết kế theo kiểu này. Mình có thể để tivi phía bên đây nhé. Ở trong đây mình có phòng bếp nấu ăn. Ở đây mình có thể kê bộ bàn ghế ăn 4 ghế đến 6 ghế ngay đây. Và ở dưới gầm cầu thang, chủ nhà thiết kế một tiểu cảnh ngay đây này. Căn bếp rất là rộng rãi nha. Ở giữa không gian căn bếp này, trên đây chủ nhà thiết kế giếng trời ngay đây này. Một xíu nữa mình lên trên quay ở trên cho quý vị mình cùng xem. Nhà này thiết kế hai giếng trời nhá. Di chuyển vào trong đây mình có phòng vệ sinh ở bên hông này. Ở phía cuối bên đây mình có giếng trời ở cuối căn nhà này. Ở đây có giếng trời rộng rãi nhá. Căn nhà do chính chủ thiết kế là thi công đã được hoàn công đầy đủ rồi. Đặc biệt ở dưới mình có một phòng ngủ ở dưới nhé, chiều dài 16m. Chủ nhà thiết kế một phòng ngủ ở dưới này. Di chuyển lên lầu trên, cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ căm xe và kính cường lực rất là chắc chắn nhé. Quý khách hàng đang xem, nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mà em đưa lên để cho các anh chị mình tham khảo. Và anh chị nào đang có kế hoạch mua nhà thì alo cho mình theo số điện thoại trên, mình sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Nhà này thuộc đường thông buôn bán, mở văn phòng công ty và được chủ nhà thiết kế thi công, nhà đã được hoàn công đầy đủ rồi. Ở đây mình có phòng ngủ thứ hai, không gian rộng rãi nhá. Phòng ngủ thứ hai này ở đây có cửa sang giếng trời này. Trên đây mình có phòng vệ sinh thứ hai ngay không gian này.
Ở đây mình có thang trèo lên trên nhé, trên đây mình có lầu trèo lên trên, đây có một lầu trên đúc bê tông cốt thép luôn, trên cùng chủ nhà lợp ngói thái, có thể đi ra với phòng thờ được nhé. Và đây là phòng ngủ thứ ba.